Xin chào các bạn. Ở video này, Vân Anh sẽ chia sẻ chủ đề làm sao để lãnh đạo đội nhóm kinh doanh xuất sắc. Khi các bạn xem được video này, chứng tỏ các bạn đang có khát khao, mong muốn trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc. Xin chúc mừng các bạn. Vậy, làm thế nào để trở thành một người lãnh đạo tài giỏi, có phẩm chất? Làm thế nào để thu hút và xây dựng được đội nhóm trong mơ của mình? Làm thế nào để có thể huấn luyện, dẫn dắt, đào tạo đội nhóm và đưa đội nhóm đó trở thành một đội nhóm vô địch? Với xu thế phát triển kinh doanh hiện nay, đặc biệt đang trong mùa Covid, chắc hẳn để trở thành một nhà lãnh đạo giỏi là điều trăn trở quan tâm của rất nhiều các bạn. Và các bạn hãy trả lời cho Vân Anh một câu hỏi này. Vậy ai có thể trở thành lãnh đạo? Vâng, các bạn thân mến, các bạn hãy cho Vân Anh biết câu trả lời cũng như suy nghĩ của các bạn ở phía dưới bình luận nhé, để chúng ta cùng nhau tương tác, cùng nhau trao đổi, cùng nhau tạo lên cái sự tuyệt vời trong một cái chủ đề vô cùng hấp dẫn. Và với xu thế phát triển hiện nay, kinh doanh cộng đồng, kinh doanh đội nhóm đang trở thành một vấn đề rất là nhiều bạn quan tâm. Và đặc biệt với những bạn đang có một cái hệ thống cũng như là đang muốn xây dựng một cái hệ thống kinh doanh, thì cái vấn đề lãnh đạo, trở thành một người lãnh đạo xuất sắc là điều vô cùng quan trọng. Và đến với câu hỏi Vân Anh vừa mới hỏi các bạn, thì vậy câu trả lời thực sự là thế nào? Thực là tất cả chúng ta ai cũng có năng lực, tiềm năng để trở thành lãnh đạo. Chỉ là chúng ta phải học để biến cái tiềm năng ở bên trong bản thân mình trở thành cái tài năng, kỹ năng thực sự để chúng ta có thể phát huy được cái năng lực lãnh đạo đó và trở thành một người lãnh đạo giỏi, xuất sắc để có thể lãnh đạo, dẫn dắt đội nhóm của mình để đi tới một thành công vang dội. Vậy cho nên ai nghĩ mình kém cỏi, không có khả năng làm lãnh đạo thì đó là một sự lừa dối, hay đó là bạn đang tự đặt ra giới hạn cho chính mình mà thôi. Trên thực tế, bất kỳ một người nào có khát khao và mong muốn và chịu có học hỏi và thực hành liên tục thì điều đó có khả năng trở thành lãnh đạo. Quan trọng, các bạn có muốn mình trở thành lãnh đạo hay không? Vậy thì bạn có muốn trở thành lãnh đạo hay không? Câu trả lời thật sự là muốn là một chuyện, nhưng bên trong bạn nó phải có đủ khát khao, mong muốn để biến thành hành động. Nếu bạn không biến thành hành động mà chỉ mong muốn thì không bao giờ bạn trở thành một người lãnh đạo giỏi được, và cũng không thể nào dẫn dắt và đưa đội nhóm của mình thành công thành một đội nhóm vô địch được. Vậy bạn hãy biến những điều khát khao, những điều kiến thức, những cái tài năng, tiềm năng bên trong bạn thành hành động, và thực sự bạn trở thành một người lãnh đạo. Có nhiều người muốn trở thành lãnh đạo nhưng hành động lại thể hiện ngược lại. Họ không có chủ động trong tư duy, không chịu khó học hỏi, không chịu thay đổi bản thân. Thì theo các bạn, có thể trở thành lãnh đạo hay không? Vậy nên, khi bạn muốn trở thành người lãnh đạo, bạn mới chuyển hóa từ một con người nhỏ bé, yếu đuối, thiếu kỹ năng, thiếu kiến thức, thiếu đủ thứ, để trở thành một con người to lớn, có năng lực, có tư duy, có trí tuệ, và đặc biệt phải có những phẩm chất phải có của người lãnh đạo. Kiến thức chưa có sẽ học được, kỹ năng chưa có sẽ học được, mọi thứ đều có thể học được. Nhưng điều khó nhất là bản thân bạn này phải chiến đấu và chiến thắng cái con người nhỏ bé bên trong mình. Đó là một loạt các thói quen cố hữu, tư duy cố hữu từ ngày xưa ăn sâu vào trong bạn. Và bạn phải thay đổi và chuyển hóa và thay đổi nó thì bạn mới có thể thành công được. Thay đổi hay là chết, bạn sẽ có cơ hội trở thành một người lãnh đạo xuất sắc nếu bạn nhận ra rằng nếu như tôi không thay đổi, tôi sẽ chết. Vâng, Vân Anh muốn các bạn biết rằng ai trong số chúng ta đều có thể trở thành một người lãnh đạo xuất sắc. Và bạn hãy chịu khó học tập, nâng cao các kỹ năng, thay đổi các thói quen cũ của mình, có tư duy của người thành công. Và đặc biệt hãy tin mình trở thành một người lãnh đạo giỏi thì chắc chắn các bạn sẽ thành công. Vâng, các bạn. Chúng ta là những người đều có khả năng, tiềm năng trở thành lãnh đạo. Và bạn hãy lôi cái con người thật của bạn ra, hãy trở thành một con người có đầy đủ đạo đức, trí tuệ và nghị lực để lãnh đạo
người khác thì bạn phải lãnh đạo được chính bản thân mình. Vâng, hãy lãnh đạo mình trước, hãy thay đổi những cái thói quen cũ hữu, những thói quen xấu của mình để có những cái thay đổi, những cái thói quen tốt, những cái tư duy của người thành công, tư duy của tỷ phú, bạn sẽ thành công. Vân Anh xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Các bạn đừng quên đăng ký và để lại suy nghĩ của mình ở cuối video. Vân Anh sẽ sớm gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.